Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2019. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 11 tháng 3 năm 2020 đã công bố báo cáo nhân quyền quốc gia năm 2019, lên án mạnh mẽ tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2019 trên một loạt các lĩnh vực và được đề xuất rất cụ thể như sau. Nguyên văn trích trong thông báo này được đưa ra: nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài được cai trị bởi một đảng duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu bởi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất vào năm 2016 không tự do và công bằng dù có sự cạnh tranh, một cách hạn chế các ứng cử viên được đảng chọn. Phần mở đầu về báo cáo về Việt Nam đã được ghi chi tiết như vậy, và báo chí quốc tế đã đăng tải hàng loạt những thông tin về vụ việc này. Đây là hình ảnh bản chụp bản báo cáo trên trang web chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ về tình hình tại Việt Nam. Báo cáo mới của Hoa Kỳ xác định các vi phạm của chính quyền Việt Nam trong các vấn đề bao gồm bắt cóc, bắt giam người tùy tiện, tra tấn người bị bắt giam, tình trạng đối xử bất công đối với các tù nhân chính trị. Hạn chế nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, theo báo cáo, chính là hạn chế các quyền tự do, bao gồm tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do Internet và tự do tôn giáo. Hoa Kỳ cáo buộc chính quyền Việt Nam đã bắt giữ tùy tiện những người dám lên tiếng chỉ trích chính phủ. Báo cáo gồm 7 trang, bao gồm tôn trọng con người, tôn trọng các quyền dân sự, bầu cử tự do, tham nhũng và minh bạch. Phản ứng của chính phủ Việt Nam đối với các cáo buộc và điều tra của tổ chức quốc tế về vi phạm nhân quyền, phân biệt đối xử và buôn người, quyền của người lao động. Trong tất cả các phần này, Việt Nam đều bị chỉ trích có những vi phạm mức độ nghiêm trọng tùy theo từng phần. Đối với những phần tôn trọng con người, các quyền tự do dân sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu lên những trường hợp nạn nhân chết trong đồn công an và vụ blogger Trung Duy Nhất của Đài Châu Á Tự Do đã bị bắt cóc khi đang xin quy chế tị nạn ở Thái Lan hồi tháng 1 năm 2019. Và blogger Trương Duy Nhất đã bị giam giữ và không được có bất cứ tiếp xúc nào với người thân và luật sư trong nhiều ngày, nhiều tháng, trái với quy định của pháp luật ở Việt Nam. Đây là hình ảnh doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã bị giam giữ hơn 10 năm với bản án 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong tù, ông từ chối đi Mỹ định cư, từ chối nhận tội để đổi lấy việc đặc xá và tuyệt thực nhiều lần để phản đối chế độ giam giữ hà khắc của nhà cầm quyền tại Hà Nội. Báo cáo của Hoa Kỳ cũng lên án tình hình đối xử với tù nhân nói chung và tù nhân chính trị ở Việt Nam nói riêng. Tù nhân ở Việt Nam thường phải nhận thức ăn có chất lượng thấp, điều kiện giam giữ chật chội, thậm chí tù nhân không được chăm sóc y tế khi có bệnh. Giới chức nhà tù cũng không kiểm soát được tình trạng tù nhân đánh tù nhân. Các tù chính trị thường bị chuyển ra các trại xa gia đình, với các ví dụ điển hình là ông Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Trực. Ngoài ra, họ còn bị hạn chế gặp gia đình và người thân. Đối với các quyền tự do dân sự, báo cáo đã viết như sau. Hiến pháp và luật pháp cho phép quyền tự do biểu đạt, bao gồm tự do báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế, chính phủ không tôn trọng các quyền này và nhiều luật còn vi phạm quyền tự do biểu đạt. Chính phủ tiếp tục sử dụng các điều khoản về an ninh mạng và chống bôi nhọ để hạn chế tự do biểu đạt, báo cáo đã viết. Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam đã hạn chế tự do Internet, chặn các trang web Reuters tiếng Việt của Đài Châu Á Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và BBC. Chính phủ ép các công ty như Google, Facebook đã gỡ bỏ các video và link chỉ trích chính phủ. Và báo cáo trích nguồn từ chính phủ Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái cho biết Google đã phải gỡ gần 6.700 video từ YouTube, Facebook đã chặn 1.000 đường link dẫn và 137 tài khoản nói xấu Đảng và chính phủ Việt Nam. Đây là hình ảnh một bản báo cáo khác cũng về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam một cách tinh vi, dưới dạng cưỡng bức trước camera, thú tội trên truyền hình cũng vừa được tổ chức tại Defense công bố hôm 11 tháng 3 năm 2020.
Theo báo cáo, chính phủ Việt Nam hiện không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước và độc lập được thành lập và hoạt động. Việt Nam cũng không chấp nhận những chỉ trích của các tổ chức hay cá nhân liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Trong phần cuối nói về quyền của người lao động, báo cáo nói đề cập đến luật lao động sửa đổi mới đây của Việt Nam, trong đó cho phép người lao động thành lập công đoàn độc lập. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích các điều khoản trong luật đã hạn chế quyền này của người lao động, hạn chế quyền đình công của họ. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều ra báo cáo nhân quyền về các nước trên thế giới. Việt Nam thường bị Hoa Kỳ lên án về tình trạng đàn áp nhân quyền qua các năm, dù chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam có lúc đã có những điều chỉnh nhỏ vì bị chỉ trích nhưng thường không đủ. Báo cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ trích thống kê của các tổ chức nhân quyền ước tính đến tháng 11 năm ngoái, tức là năm 2019, Việt Nam đã giam giữ khoảng từ 100 đến 260 người vì các lý do chính trị và tôn giáo. Việt Nam và các nước Việt Nam và các năm trước đều lên tiếng phản bác các cáo buộc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền Việt Nam và cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Và vào hồi đầu năm 2020, bản báo cáo hàng năm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã nhận định quyền tự do căn bản của Việt Nam, của những công dân ở đây tiếp tục bị đàn áp trong năm 2019. Đây là hình ảnh ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị bắt giữ từ hồi đầu tháng 11 năm 2019 vì ông đã gửi thư lên Nghị viện châu Âu yêu cầu không phê duyệt nghị định Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam và châu Âu, viết tắt là EVFTA. Năm 2019 là một năm tàn bạo đối với các quyền tự do căn bản của Việt Nam khi chính quyền kết án tù ít nhất 30 nhà hoạt động của bất đồng chính kiến. Theo báo cáo hàng năm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế năm 2020 công bố hôm 14 tháng 1 năm 2020. Theo báo cáo mới được công bố, chính quyền Việt Nam đã bỏ tù các nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến chỉ vì họ đã thực hiện các quyền tự do căn bản như tự do biểu đạt, lập hội và tự do tín ngưỡng. Báo cáo nói, nhà nước độc đảng giới hạn một cách nghiêm trọng tất cả các quyền chính trị và dân sự căn bản, cấm bất cứ hoạt động nào mà Đảng Cộng sản cho là có mối đe dọa với độc quyền lãnh đạo. Đặc biệt, các nhà hoạt động và blogger bị giám sát, bị cấm đi lại, bị đánh đập, thẩm vấn, bắt giữ và bị kết án tù nhiều năm. Thông cáo báo chí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cũng đã viết vào hôm 15 tháng 1 vừa qua. Tổ chức này cũng đồng thời cũng chỉ trích luật an ninh mạng có hiệu lực bắt đầu từ đầu năm 2019. Và theo tổ chức này, luật mới có những điều khoản mù mờ và trải rộng, cho phép giới chức có quyền bí mật kiểm duyệt các bày tỏ ý kiến tự do, đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ các nội dung mà chính quyền cho là không đúng trong vòng 24 giờ đồng hồ, kể từ khi nhà cung cấp dịch vụ nhận được yêu cầu từ chính phủ Việt Nam. Và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cũng cho rằng Việt Nam là nước có nhiều tù nhân chính trị hơn bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á. Đây là hình ảnh thầy giáo dạy âm nhạc Nguyễn Đăng Tĩnh vì dạy cho học trò hát bài Trả lại cho dân đã bị tòa án tỉnh Nghệ An kết án 11 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Liên quan đến tờ trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế gửi Liên minh châu Âu về đối thoại nhân quyền giữa châu Âu và Việt Nam, tổ chức này đã đưa ra 5 lĩnh vực ưu tiên liên quan đến tình hình nhân quyền Việt Nam được đề cập tới, bao gồm 1. Những người đang bị tù hoặc tạm giam vì lý do chính trị. 2. Tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, nhóm nhập lập nhóm và lập hội, đi lại. 3. Ngăn chặn quyền tự do thông tin, đàn áp quyền tự do tôn giáo. Và cuối cùng là nạn bạo hành của công an. Ông Philip Robertson, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế khu vực châu Á giải thích thêm như sau. Việt Nam có một lịch sử về đàn áp nhân quyền. Điều mà chúng tôi muốn kêu gọi châu Âu là yêu cầu Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền và dùng nó làm điều kiện cải thiện mối quan hệ giữa hai bên. Chúng tôi liên tục kêu gọi trì hoãn Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam, nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra vào tuần vừa rồi khi Nghị viện châu Âu đã quyết định phê chuẩn thỏa thuận đó. Chúng tôi nghĩ rằng những ưu tiên mà chúng tôi đặt ra trong tờ trình gửi đến châu Âu phản ánh thực tế về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Việt Nam giam cầm một số lượng tù nhân chính trị đáng hãi hùng. Trên thực tế, khi nhìn xung quanh các khu vực Đông Nam Á, thì rõ ràng Việt Nam có nhiều tù nhân chính trị
hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và khi nói đến sự đàn áp tự do ngôn luận, điều có thể quan sát thấy là những cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào các nhà hoạt động, những người tổ chức các cuộc gặp công khai thường bị côn đồ đánh đập. Đó là vấn đề lập hội và những hạn chế trong việc thành lập các tổ chức nằm ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền ở Hà Nội. Đây là hình ảnh minh họa trên báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế về các tù nhân lương tâm ở Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Hà Nội giam giữ. Khi xem xét của luật an ninh mạng thì thấy có sự kiểm soát quyền tự do thông tin. Hơn thế nữa, đã còn sự đàn áp nhân quyền về tự do tôn giáo. Tất cả những điều này đều là những ưu tiên cần được đề cập và giải quyết. Và tất nhiên, còn có nạn bạo hành của Công an Việt Nam khi chúng ta thấy họ dùng sử dụng các biện pháp tra tấn có hệ thống khi họ bắt giữ người ở Việt Nam. Trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, những điều khoản như 109, 116, 118, 117 và 331 đã được sử dụng để giam cầm người dân vì đã biểu tình trong hòa bình, lập hội, có bất đồng chính kiến với chính phủ và liên quan đến các vấn đề hoạt động tôn giáo. Trên thực tế, việc hình sự hóa những vấn đề này rõ ràng đi ngược lại nghĩa vụ của Việt Nam là một quốc gia đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Việt Nam tự tuyên bố rằng họ không hề lạm dụng quyền con người vì những hành động của họ đều dựa theo luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, theo cơ bản mà nói, thì bộ luật Việt Nam không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, Việt Nam cần sửa đổi luật lệ để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đã được thông qua, hoặc Việt Nam phải hủy bỏ những điều luật ấy, bởi sự tàn nhẫn của nó thì không thể sửa đổi được. Những điều luật đó phải được đưa ra khỏi bộ luật hình sự hoàn toàn. Và khi từ khắp các nơi trên thế giới đều gửi tới nhà cầm quyền tại Hà Nội các tiếng nói chỉ trích về hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam, thì những điều sáo rỗng mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bộ máy tuyên truyền của họ đã dành cho người dân ở đây trở nên không còn ý nghĩa. Mạng lưới Internet toàn cầu với trên 50 triệu tài khoản mạng xã hội của người dùng trong nước đã dần dần làm sáng tỏ sự thật. Đảng Cộng sản không còn phương cách để tiếp tục lừa dối trên 90 triệu người dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ bình luận này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.